chia sẻ cái bài của cựu chiến binh Trần Ngân. Cùng với ba mươi mấy bà khác nói về cái nhà báo, nói về những điều muốn nói với ông đại tá nhà báo sử học Nguyễn Mạnh Hà. Đấy. Chào Lê Điệp, chào tất cả các bạn, chào các anh chị nha. Thì qua đây cũng lâu rồi, trên cái tinh thần này thì rất là lâu, nhưng mà để thể hiện cái bài này thì qua đây chia sẻ cái bài của đồng chí đại tá, đồng chí cựu chiến binh Trần Ngân nói về đại tá Nguyễn Minh Hà trong cái ban viết sử. Thì trong cái nội dung bài này thì anh Trần Ngân đưa ra, chào Hồng Trân nha, chào anh Trịnh Hồng Minh, anh đưa ra những cái bài cụ thể như thế này nè. Những điều muốn nói tới ông đại tá phó giáo sư tiến sĩ sử học Nguyễn Minh Hà. Tôi nghe nhiều lần bài nói chuyện của ông và tôi thấy cần phải phản biện và vài điều. Ông ghi chép lịch sử cho dân tộc hay ông ghi viết lịch sử cho ông Phan Huy Lê? Vì tôi thấy ông nói thầy Lê của ông quán triệt không dùng từ ngụy, không dùng từ ngụy nữa, mà chỉ giữ nguyên cụm từ ngụy trong các câu trích về những lời của Bác Hồ và trích trong các nghị quyết của đảng. Chấm hỏi. Chắc là ông đã quên mọi tổ chức đảng, đảng viên hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật. Nhắc luôn để ông nhớ, trong buổi lễ bàn giao bản thảo của Bộ Quốc sử, trên cổng thông tin chính phủ điện tử đã nói rõ về quan điểm của đảng và nhà nước ta. Bộ Quốc sử không được phi chính trị quá, phi chính trị và phải làm sâu sắc về tư tưởng của đảng và Bác Hồ, về lịch sử của dân tộc. Tôi đồng ý dùng từ ngụy theo ngữ cảnh, nhưng không phải vì thế mà các ông chỉ giữ từ ngụy trong các nghị quyết của đảng và trong lời nói của Bác Hồ. Bởi nếu như vậy thì lịch sử sẽ mất đi tính đồng nhất xuyên suốt, và như vậy các ông đã không làm sâu sắc về tư tưởng của đảng và Bác Hồ đối với lịch sử của dân tộc. Nếu không muốn nói, các ông muốn làm nhạc phai tư tưởng của Bác Hồ, ông nên nhớ chính nhờ có chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mới có được nước Việt Nam độc lập thống nhất, có chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Ông nên nhớ. Vì vậy các ông không được tự ý hoặc viết sử theo một quán triệt của Phan Huy Lê, một kẻ đã mượn lời người đã khuất để xuyên tạc hạ bệ một anh hùng, một nhân vật lịch sử, để qua đó muốn phá vỡ niềm tin của quần chúng nhân dân đối với đảng, với Bác Hồ. Lịch sử của dân tộc phải ghi được chép đầy đủ, trung thực và chính xác bằng những tài liệu lịch sử, bằng những sự kiện lịch sử. Mọi phân tích và đánh giá dựa trên nền tảng tư tưởng của Bác Hồ, lịch sử phải khách quan, nhưng không phải là lợi dụng tính khách quan đó để các ông đánh giá nhìn lại lịch sử một dân tộc như những kẻ thực dân đế quốc, như những kẻ đã làm tay sai. Thì đây cho các anh các chị nghe lại cái bài viết của anh, qua những điều mà anh cần vạch ra trong vấn đề bỏ đi cái cụm từ ngụy quân ngụy quyền để cho dễ nghe dễ nhìn. Thì kính thưa các anh chị, để phát lại cái bài hồi nãy thì do cái nhà mạng không biết như thế nào mà nó chặn mình. Bây giờ tiếp tục đó thì mình chia sẻ lại. Để nói lên cái bài lịch sử của nước nhà thì ở trong này nó cũng có nhiều cái rút mắt mà những người viết sử muốn xóa mờ đi cái cụm từ ngụy quân ngụy quyền. Và trước đây thì cụm từ ngụy quân ngụy quyền trong cái cuốn lịch sử nước nhà là chỗ ông Phan Huy Lê mà ông bỏ chỉ trong vòng có mấy ngày thôi, và đến nay vẫn còn dây dẳng, mà không biết là những người viết sử này có thực hiện được cái ý muốn của mình hay chưa.
Đó, do đó thì hôm nay cũng chia sẻ lại cái bài của Trần Ngân, tức là Trần Phi Trường á. Anh ấy anh viết lại cái bài như sau: những điều muốn nói với ông đại tá phó giáo sư tiến sĩ sử học Nguyễn Mạnh Hà. Tôi đã nghe nhiều lần về bài nói chuyện của ông và tôi thấy cần phải phản biện và lại vài điều. Ông ghi chép lịch sử cho dân tộc hay ông ghi chép cho ông Phan Huy Lê? Vì tôi thấy ông thầy Lê của ông đã phát quán triệt không dùng từ ngụy nữa và chỉ giữ nguyên cụm từ ngụy trong các câu trích dẫn lời của Bác Hồ và trích trong các nghị quyết của đảng chấm hỏi trong hoạt đơn. Chắc là ông đã quên mọi tổ chức đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật. Nhắc cho ông nhớ, trong buổi bàn giao bản thảo của Bộ Quốc sử trên cổng thông tin chính phủ điện tử đã nói rõ về quan điểm của đảng nhà nước ta. Bộ Quốc sử không được phi chính trị và phải làm sâu sắc về tư tưởng của đảng và Bác Hồ, lịch sử của dân tộc. Tôi đồng ý dùng từ ngụy theo ngữ cảnh, nhưng không phải vì thế mà các ông chỉ giữ lại từ ngụy trong các nghị quyết của đảng và trong những lời nói của Bác Hồ. Bởi nếu như vậy lịch sử sẽ mất đi tính đồng nhất và xuyên suốt. Và như vậy các ông đã không làm sâu sắc về tư tưởng của Bác Hồ với đảng, với lịch sử của dân tộc. Nếu không muốn nói, các ông muốn làm nhạt phai tư tưởng của Bác Hồ. Ông nên nhớ, chính nhờ có chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mới có được nước Việt Nam độc lập thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Vì vậy, các ông không được tự ý hoặc viết sử theo một sự quán triệt của Phan Huy Lê, một kẻ đã mượn lời người đạo khuất để xuyên tạc và hạ bệ một anh hùng, một nhân vật lịch sử, để qua đó muốn phá vỡ niềm tin của quần chúng nhân dân đối với đảng, với Bác Hồ. Lịch sử của dân tộc phải được ghi chép đầy đủ, trung thực và chính xác bằng những tài liệu lịch sử, bằng những sự kiện lịch sử. Mọi phân tích đánh giá phải dựa trên nền tảng tư tưởng của đảng và Bác Hồ. Lịch sử phải khách quan nhưng không phải lợi dụng khách quan để các ông đánh giá nhìn nhận lịch sử dân tộc như những kẻ thực dân đế quốc, như những kẻ tay sai. Đó, thì qua đây thì có một số trích dẫn của ông Nguyễn Mạnh Hà. Như thế thì đã qua các anh các chị đã biết rồi. Trên cái tinh thần của dân tộc thì người ta không bao giờ người ta muốn bỏ đi cụm từ nguyện ngụy quyền. Bởi vì ở đây nè, nó đã có bắt nguồn từ năm 1954 là rộn ràng nha. Thì theo tôi biết đó là cái từ ngụy này đó, nó có năm 1000, tôi nhớ nhớ ở trong cái cuốn của Bác Hồ đó, cuốn sách mà tư tưởng Hồ Chí Minh dẫn đến thắng lợi đó, ngọn cờ Hồ Chí Minh dẫn đến thắng lợi, là hầu như là tôi nhớ không lầm nó là 1947 đã có từ ngụy rồi. Như vậy thì tôi không tính từ thời điểm đó nữa, mà tôi nói ngay từ năm 1954 và đến 75. Thì các ông cứ hỏi đi, các ông cứ đi về miền Nam, các ông hỏi hết ở trong các tỉnh ở miền Nam, các tỉnh ở phía Nam này, các ông nhìn cho nó rõ với những cựu chiến binh, những gia đình chính sách, những người có công với đất nước, những người dân lương thiện chân chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay đó. Các ông hỏi thử coi cái từ ngụy đó nó có từ đâu và cái từ ngụy nó có từ bao giờ. Thì như vậy là rộn ràng từ năm 1955 đến 75. Như thế là cái từ ngụy ở trong miền Nam ai cũng biết nó là một cái thằng lính đánh thuê, là một cái thằng làm tay sai cho đế quốc Mỹ. Thì rõ ràng ở trong cái quan điểm này, ông đừng có nói là bỏ cái từ ngụy để cho khách quan, để cho dễ nghe dễ nhìn. Chủ tịch Hồ Chí Minh ấn định rằng đánh cho Mỹ cút, đánh cho người nhào, đó là một cái điều tất thắng và tất yếu của nó. Thì cái đó khách quan không? Nếu như ông dám cho rằng chủ tịch Hồ Chí Minh mà ấn định cái lời nói của ông của ngài á thì không khách quan, như vậy thì có cái cuộc là miền Bắc, để quân đội miền Bắc để chi viện cho miền Nam để giải phóng đất nước hay không? Mà nếu như không có cái từ ngụy đó thì không thể có trong một cái giai đoạn lịch sử dài như thế. Như vậy thì các ông là cái người chủ biên
cái người mà nhìn nhận một cách là công tâm với quần chúng nhân dân, với một cái tư cách là một cái nhà chép sử, chứ không phải là giết sử. Các ông giết sử, các ông giết cho dân tộc, các ông giết cho những cái thế hệ, chứ không nghĩa là các ông giết để cho dễ nghe dễ nhìn, phải không? Dựa trên cái bản lĩnh và cái chủ chốt, cái lời nói chủ công của cái cuốn lịch sử nước nhà là thời điểm 54 là 75, thì nó phải có cái cụm từ ngụy quân ngụy quyền ở trong đó. Bởi vì trong cái giai đoạn đó là đến khi kết thúc chiến tranh giải phóng dân tộc là nó cũng là ngụy quân ngụy quyền mà, phải không? Đành rằng trong các cái ngữ cảnh của các ông thì các ông muốn như thế nào trong cái giai đoạn là giả sử như tiếp xúc hoặc là cái gì đó là cái ngữ cảnh đó nhân dân người ta đồng ý, nhưng cái lịch sử các ông phải viết viết cho nó rõ ràng. Bởi vì ở đây cái quan niệm mà ngụy quân ngụy quyền đó, trên một cái thể chế của nó không có thể là nó là chính danh chính thể được, mà các ông nói là bỏ cho cụm từ ngụy quân ngụy quyền cho nó dễ nghe dễ nhìn, thì chỉ có các ông là dễ nghe dễ nhìn, các ông muốn xóa bỏ thôi. Các ông muốn xóa bỏ thì các ông rửa mặt cho cái bọn làm tại sai rồi, phải không anh chị? Anh chào ông Phan Nguyễn à. Đó, do đó đó, trên tinh thần mà cái quan điểm mà của cựu chiến binh Trần Ngơ mà viết ra cái bài này đó, thì tất cả những người cựu chiến binh như chúng tôi thì cũng đồng quan điểm ấy. Và trong cái bài viết này cũng rất là nhiều người đồng quan điểm trong vấn đề này. Bây giờ cái lịch sử là nó phải là chính xác, là có thật, là xảy ra từ thời điểm nào cho đến thời điểm nào, và cái cụm từ đó nó có từ đâu. Còn cái thằng mà Việt Nam Cộng Hòa đó thì cái chuyện đó là cái chuyện cái thể chế, mà cái thể chế của nó như vậy đó, trong cái Việt Nam Cộng Hòa đó, thì nó đã có rồi, nó đã có ở trong tất cả các cái văn bản nhà nước ta, nó đã có rồi đó, chúng phải nói có. Nhưng mà ngay cái chỗ lèo lái cái chỗ cụm từ ngụy quân ngụy quyền này, từ khi ông Phan Huy Lê thầy của các ông đó bỏ đi cụm từ đó, thì nhân dân cả nước đã sôi sục trong vấn đề đó. Thì chẳng bao lâu thì ông Phan Huy Lê ông về dưới địa phủ. Như vậy thì ông nghĩ về coi cái việc mà sâu sắc về của ông Phan Huy Lê nó như thế nào. Đấy. Nó phải là để lại cho các ông những gì mà các ông cần làm, phải không? Cho nên ở đây nè, tôi nói cho mấy ông nghe. Bởi vì cái chính ông Nguyễn Mạnh Hà là cái tay này cũng ở trong quân đội, thì các ông cũng biết rồi. Nếu như ông cho ở trong cái thời điểm đó thì các ông cũng biết rồi, trong cái thời điểm đó là ông biết ngụy quân ngụy quyền là thằng nào rồi chứ vậy, đúng không? Và tại sao ông biết như vậy mà ông là một sĩ quan của quân đội mà ông biết, mà ông ở trong cái cuốn lịch sử của nước nhà mà ông nói cho dễ nghe dễ nhìn, thì cái trong cái diễn cảnh từ năm 1975 54 đến 75 thì ông nghĩ nó như thế nào trong cái giai đoạn đó. Ở đây đó, mặc dù nhân dân của chúng tôi khỏi cần ông khỏi cần nhắc cái điều đó cho chúng tôi biết rằng cái đó là miệt thị, cái đó là cái gì. Ở đây không phải là miệt thị. Miệt thị là nó, nếu như đã là miệt thị thì hiện nay mà chúng tôi cũng từng chơi với những người là lính Việt Nam Cộng Hòa. Nếu như tôi chơi với họ mà tôi nói với họ là thằng lính ngụy hay là gì đó, thì ông nói tôi là miệt thị. Hoặc là ông khỏi cần ông nói, những người đó cũng nói tôi miệt thị. Nhưng mà ở đây người ta đâu có nói vậy, mà người ta nói ngay trong cái cuốn lịch sử của các nước nhà, để cho nó truyền mãi cho đời sau, tất nhiên là lịch sử. Thì ông có biết là nó là cái lịch sử chính ông là người biết, biết hơn ai hết. Nhưng mà ông diễn ra những cái cảnh đó thì ông tạo cái những cái diễn cảnh đó với một cái công chúng như thế thì nó chỉ có diễn cảnh thôi, chứ nó không có đi sâu sắc vào trong cái lịch sử. Đấy, phải không anh chị? Do đó đó, qua đây đó thì các anh các chị thấy rằng những cái tay mà viết sử thì phải nói là rửa mặt cho ngoại bang một cách là rất là tỉ mỉ, do và rất là có cái khoa học để cho qua mắt quần chúng nhân dân, nhưng mà với chúng tôi thì không thể. Hả? Có những người người ta còn cho ông rằng nếu như mà ông đụng tới giặc hiện nay, nói tới giặc hiện nay thì có thể là ông dám buông súng đầu hàng. Còn có những anh thì viết trong này là như anh Hoàng Nguyên nè, đại tá lật sử cho về giường.
Đấy. Ông Phan Huy Lê là thằng lưu manh chính trị, là tên lật sử dạy thầy của nó, là dạy thầy của nó đó là ông Nguyễn Văn Hiền, đây là cũng của chiến binh đó. Đánh vào lịch sử, xét vào lịch sử là một thủ đoạn hết sức thâm độc của diễn biến hòa bình. Chúng chẳng những xuyên tạc quá khứ và phỉ báng hiện tại mà còn là mất định hướng của tương lai. Đó là anh Huỳnh Hữu Lộc. Đấy. Còn có những người người ta nói mấy ông á là rất là hèn khi mà có tư tưởng phản phúc. Đấy. Các ông thấy không? Những việc làm đó mà ở trên này là có nhiều người để lên tiếng trong vấn đề đó. Thì như vậy đó, đối với như, chỉ có cái bài viết của các ông mà nếu như ông dẫn chứng ra những cái việc làm mà bỏ đi cụm từ nguy quân nguy quyền, cho dễ nghe dễ nhìn thì chỉ có mấy ông nhìn thôi, chứ nhân dân người ta không có nhìn. Nhà mà nhân dân người ta nói nó là nguy quân nguy quyền, là lính đánh thuê, là làm tay sai cho đế quốc, rước voi về giày mã tổ là chưa có, nhưng mà nó là đè đầu cởi cổ dân tộc để làm tay sai mà. Đó. Như thế thì qua cái quá trình mà để xét về lịch sử đó, thì các ông nghĩ rằng các ông là có ngôi có vị ở trong cái vấn đề đó, các ông không thể làm cho mấy ông tội nguyện cái kiểu như mấy ông mà nhân dân không ủng hộ. Tôi nói với mấy ông đó, người ta nói đó, mấy mình làm cái gì cho dân tộc, có lợi cho dân tộc, có lợi cho đất nước, nhân dân người ta ủng hộ là ông làm cái gì cũng được hết. Tôi khẳng định với mấy ông vậy. Nhân dân đồng tình với các ông là các ông làm cái gì cũng được, mà nhân dân không đồng tình thì các ông cố tình các ông mà làm cho cái theo cái ý của mình thì không thể nào tội nguyện với nhân dân. Và nhân dân còn thấy giật mặt chỉ tên ai ai, ông là cái gì cái gì cái gì. Rõ ràng không? Đó người ta cũng biết ông đại tá Nguyễn Mạnh nào, phó giáo sư tiến sĩ đó. Phải không? Cho nên ông là bộ, ông là ở sống trong quân đội thì ông cũng biết nó là như thế nào rồi. Đấy. Thì đừng có nói là dễ nghe dễ nhìn ở đây, để dễ chấp nhận ở đây, để có là tránh miệt thị ở đây. Ở đây không ai miệt thị hết. Trong lịch sử thì dù cho có miệt thị đi chăng nữa thì ông cũng phải ghi đầu đó nghiêm túc. Đấy. Bởi vì trong nó có thật, sự việc nó có thật, nó diễn ra thật sự mà. Từ năm 54 đến 75 mà toàn là nguy quân nguy quyền, có là cái gì. Như vậy thì ông cho nó là chuyển qua cho nó là nguy quân nguy quyền thành một cái chế độ là Việt Nam Cộng Hòa, quân đội Sài Gòn. Đó. Quân đội Sài Gòn là của ai? Của Nguyễn Văn Thiệu đúng không? Của Nguyễn Văn Thiệu nó là nguy quân nguy quyền chứ còn gì nữa. Mà nó có quyền không? Có, rất là có quyền. Nó có ngụy không? Ngụy có, ngụy nó tạo ra những cái thứ mà không có được nhân dân đồng tình. Nó ngụy không? Nó ngụy, nó để nó ngụy tạo ra, nó làm tay sai cho đế quốc. Đó. Rõ ràng như thế chứ. Do đó nó ở đây đó. Bài của đồng chí cựu chiến binh Trần Ngơ đưa ra cho chúng tôi, những người cựu chiến binh chúng tôi cũng chấp nhận và đồng quan điểm với đồng chí Trần Ngơ. Với những cái câu hỏi đặt ra, các ông viết chữ cho dân tộc hay là các ông viết chữ cho Phan Huy Lê? Đấy. Mà ông Phan Huy Lê là ai thì như thế nào thì các ông cũng biết rồi. Ở trên tinh thần dân tộc thì nhân dân chúng tôi là những người cựu chiến binh, chúng tôi không thể chấp nhận điều này. Đấy. Như thế thì gì? Đã là nói là các ông làm cho viết chữ cho nhân dân, cho con cháu mai sau, cho cái truyền thống của đất nước. Và các ông muốn phó thác cho một cái gì đó rửa mặt ngay từ thời đại thế kỷ 20, 21. Ông thấy như thế nào? Mấy ông làm nên cái lịch sử, mấy ông chép lại lịch sử. Cái lịch sử này không phải của cá nhân mấy ông, mà cái lịch sử này của cả một dân tộc làm nên. Chiến thắng này là cái chiến thắng cả một cái dân tộc làm nên chiến thắng 30 tháng 4. Thì chiến thắng này đánh với ai và cái tập đoàn đó là ai? Nguy quân nguy quyền. Thì các ông phải thừa nhận nó là nguy quân nguy quyền. Đó là lịch sử. Chứ các ông nói là giết quân đội Sài Gòn, Việt Nam Cộng Hòa, tránh miệt thị, dễ nghe dễ nhìn. Cái đó là các mấy ông là để phủ nhận cho việc làm của mấy ông để cho nó qua lề thôi. Chứ nhà dân không chấp nhận. Mà cái điều chấp nhận nhất là cái điều lịch sử như thế nào để nguyên như thế nấy. Đó. Lời của Bác Hồ nói như thế nào là để nguyên như thế nấy. Chứ không có nghĩa là muốn đi làm lu mờ đi cái tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh. Các ông học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà Chủ tịch Hồ Chí Minh nói như vậy
mà các ông còn dám sửa, còn cái còn còn là cho là không khách quan hay là gì nữa trong đó. Khách quan cái gì? Mấy ông cho nó khách quan, mấy ông cho nó là tránh miệt thị, rồi có các ông những người nằm xuống đây các ông có miệt thị không? Mấy ông bỏ cái cụm từ nguyên quân quyền là các ông miệt thị gia đình liệt sĩ đó, miệt thị gia đình có công với đất nước, miệt thị với những anh hùng với giải phóng dân tộc đó. Còn Phan Huy Lê thì hạ bệ thần tượng, hạ bệ anh hùng Lê Văn Tám đó, đó là các ông miệt thị đó, miệt thị với những người đã để lại công chức ở trên cái đất nước này để cho mấy ông hưởng, để mấy ông sửa cho nó đi ngay hàng thẳng lối để cho mấy ông rửa mặt trong ngoại bang đó. Tôi nói thẳng như vậy đó. Đó, qua đây thì cũng chia sẻ cái bài của ông, của đồng chí cựu chiến binh Trần Ngơ, và cũng đồng quan điểm với anh ấy, rồi cũng chia sẻ lại những cái comment của tất cả các anh các chị mà ủng hộ theo cái lời nói của đồng chí Trần Ngơ, rồi là trong đó có anh Nguyễn Đòn, rồi có tất cả những người mà đã từng tham gia, đã từng chống âm mưu diễn biến hòa bình. Xét lại lịch sử, nó nằm trong cái mục âm mưu diễn biến hòa bình chứ đâu nữa. Mấy ông rửa mặt trong ngoại bang thì mấy ông nằm trong cái vấn đề đó chứ đâu nữa. Hòa bình yên ổn mấy ông muốn, mấy ông muốn diễn biến ra để cho nhân dân chửi mấy ông, phải không? Đó là cái cơ sở mà bỏ đi cái cụm từ nguyên quân quyền trong cái bộ quốc sử nước nhà thì các ông là có tội với dân tộc, rõ ràng như thế. Ở đây nhân dân không có miệt thị ở đây, mà nhân dân biểu các ông lịch sử như thế nào các ông viết y như thế này thôi. Chừng nào mà người ta đem cái cụm từ đó mà ra người ta xử sự với những người anh lính Việt Nam Cộng Hòa trước đây thì các ông người ta sẽ có cái cách để người ta xử sự với nhau. Còn cái này người ta chưa có làm cái điều đó mà mấy ông đã làm rồi, đúng không? Anh chào anh Nguyễn Đoàn nha. Do đó các ông làm cái gì cho dân dân thì các ông làm cho nó trung thực đi, các ông đừng có lèo lái như vậy. Lèo lái như vậy nó không có thành công, mà trở thành các ông là một người đã từng ăn cơm dân, mặc áo đảng, mà các ông làm cái chuyện lố bịch với nhân dân thì cái chuyện đó là cái chuyện mấy ông cần nên xem lại các ông nói như thế nào. Bởi vì sao? Các ông là có hàm, có vị, có là phó giáo sư, có tiến sĩ, có toàn là những người bậc cao học không à. Nhưng cái cao học đó để cho cái kiến thức của các ông, chứ các ông đừng có đem cái kiến thức đó mà cụ thể đó mà đem ra vận dụng để phá lấp cái chuyện đó. Cái bọn tay sai là rửa mặt cho nó thì nhân dân không bao giờ chấp nhận trong điều này. Phải không mấy anh chị? Cho đó, người nào xét lại lịch sử, phá hoại lịch sử là người đó là tội đồ của dân tộc, bất kỳ kẻ đó lại. Tôi là quan điểm của tôi là vậy, thẳng thắn như mấy ông như vậy. Thì qua đây thì cũng chia sẻ với mọi người, chia sẻ với tất cả các anh các chị, thì cũng thỉnh thoảng lên ghi lại tình đoàn kết với anh em, bởi nãy lên phát mà nó cũng không, cũng phá mà nữa. Rồi thôi giờ buổi tối thì cũng không có gì, lên chia sẻ với những cái bài mà của các anh đưa ra để chúng ta có một cái quan điểm, để chúng ta nhìn nhận một cách là thật sự ai là muốn rửa mặt cho ngoại bang, ai là quan điểm đúng đắn. Đấy là một cái điều mà ở đây chúng ta cần chia sẻ với nhau, với những người dân, công dân Việt Nam yêu nước chân chính và tôn trọng lịch sử nước nhà một cách trung thực và sự thật. Đấy.